tháng đầu năm đón trên 1,2 triệu lượt khách. Ông Lý Vĩ Triều Dương, trưởng phòng quản lý du lịch thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cho biết, 6 tháng đầu năm 2019 là khoảng thời gian diễn ra nhiều lễ Tết lớn như Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019, Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức một số sự kiện mang tầm quốc gia và khu vực. Trong những dịp này, cán bộ, người dân được nghỉ dài ngày nhiều người đến xem các giải thể thao nên lượng khách trong và ngoài tỉnh, kể cả khách quốc tế đến tỉnh Bạc Liêu khá đông. Qua thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Bạc Liêu đã đón khoảng 1.250 triệu lượt khách, đạt 64%, kế hoạch cả năm, tăng 27%, so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 475.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, có khoảng 34.320 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt khoảng 1.144 tỷ đồng đạt 52% kế hoạch năm, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu khối nhà hàng khách sạn đạt khoảng 457 tỷ đồng. Trong đó, 9 điểm du lịch đã được Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu được tỉnh này phát huy có hiệu quả. Đây được xem là điểm nhấn cho du khách đến tham quan, du lịch và đưa vào khai thác kết nối tour tuyến du lịch của tỉnh Bạc Liêu với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Theo phòng quản lý du lịch thể dục thể thao Mặc dù ngành du lịch đã có những bước phát triển rất rốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như hiện tượng trèo kéo khách vẫn còn xảy ra tại một số cơ sở du lịch. Vệ sinh môi trường ở một số khu điểm tham quan du lịch vẫn chưa đảm bảo tốt, nhất là trong các dịp lễ hội, các đợt cao điểm du lịch. Trong những tháng còn lại của năm 2019, ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu đặt ra mục tiêu doanh thu cả năm đạt trên 2.200 tỷ đồng, đón trên 2,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 900.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú và trên 66.000 lượt khách quốc tế.